Chiều ngày 11 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ trọng án xảy ra tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, làm hai người trong một gia đình thương vong. Theo đó, nghi phạm là Hoàng Anh Thắng, 49 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Qua điều tra, năm 1996, Thắng kết hôn với chị Dê, 45 tuổi, ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, và có với nhau một con chung. Đến năm 2016, chị Dê đi lao động tại Đài Loan, Trung Quốc và hiện chưa về nước. Chiều ngày 10 tháng 8, Thắng từ thành phố Hải Phòng về nhà cha mẹ vợ, có mang theo hai con dao bầu, một dùi cui điện và một con dao bấm. Khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao đâm chết anh Dê, 42 tuổi, là em trai của vợ Thắng và gây thương tích nặng cho cháu C, 17 tuổi, là con trai của anh Dê. Những người khác trong gia đình cha mẹ vợ cũng bị Thắng dùng dùi cui điện tấn công, gây thương tích nhẹ. Sau khi gây án, Thắng đến công an huyện Ninh Giang đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong thời gian chị Dê sinh sống và lao động tại Đài Loan, nên Thắng đã nảy sinh ý định giết anh Dê và cháu C. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng Thắng theo quy định của pháp luật.